Chiều 4 tháng 11, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 đến 2016, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo và yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Văn Ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về đảng. Ngày 19 tháng 7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông Vũ Văn Ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, bán phần vốn nhà nước hiện có tại Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh, đồng ý chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau khi nhận chuyển giao Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối, đồng ý chủ trương cổ phần hóa công ty mẹ tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hóa, đồng ý chủ trương cổ phần hóa 10 đoạn quản lý đường thủy nội địa, đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hóa. Nội dung những văn bản ông Vũ Văn Ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của Bộ Chính trị và nghị định của Chính phủ về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, công ty cho thuê tài chính VE đã phát sản, làm cho nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và tiền lãi, hai lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị khởi tố để điều tra hình sự. Vi phạm, khuyết điểm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng. Quá trình kiểm điểm, ông Vũ Văn Ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Ông Vũ Văn Ninh sinh năm 1955, quê Nam Định. Ông Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, đại biểu Quốc hội khóa 12, Ông từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông giữ chức Phó Thủ tướng.